Xin chào mọi người, đây là heo thực gai nhà mình. Heo này thì size chắc tầm 20 kg, có thể có con nhỏ hơn 20 kg, nhưng mà hàng đây mọi người nhìn đây, lông lé không đó. Đây heo nhà mình nuôi hoàn toàn là ăn bằng cỏ, thì mình đang vệ sinh, ngày nào mình cũng một tuần thì mình tắm này, tắm cho heo một lần thì vệ sinh cho chuồng nó sạch sẽ đó. Mình đi quay sơ một vòng cho mọi người xem nha. Heo này thì cực kỳ đẹp rồi đó. Đó. Heo này heo thịt. Heo này mình đang chờ để dịp Tết mình xuất bán đó. Mình lùa ra ngoài nắng cho ngoài sáng cho nó quay cho mọi người cho nó thấy, cho nó rõ ràng. Đó, heo này lông lá, hàng này thì nạc, mọi người nhìn heo là biết nạc rồi, nạc xét da này, không có tí mỡ nào đâu mọi người, nên mọi người yên tâm nha. Hàng nhà mình bán ra thì luôn cam kết là hàng dài tháng và nạc, heo nạc, heo phải đẹp, chất lượng ok thì mình mới gieo đi cho khách hàng ở Sài Gòn đó. Heo này thì mình cũng đã nhận cọc rồi. Cái này là của một công an ở Sài Gòn. Đó, hàng này phục vụ Tết nha anh em. Đó, chỗ này là được 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 con. Có một con này là con đực thôi nè. Mình bỏ con này, mình để con này ra. Cái này là không cùng bầy với bầy này, nhưng mà bầy khác mình hồi lúc nhỏ mẹ nó nhận ăn mấy cái con của nó, nên là mình tắt cái bầy con này con đấy là được giống, nên là mình giữ lại còn tộc là 13 con rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình, thì hẹn mọi người những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ thêm những cái kiến thức mới về chăn nuôi heo rừng gai, để làm sao mình có được cái lợi nhuận tốt nhất và làm sao để phòng chữa bệnh và nuôi heo rừng lai nó hiệu quả tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn mọi người những video tiếp theo nha.